Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài dân vũ rất hay, bài Hồ trên núi. Bài này thì chúng ta chỉ đi theo một hướng và nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần dạo nhạc và phần thứ hai là phần lời hát. Phần dạo nhạc thì gồm có dạo nhạc đầu, dạo nhạc giữa và dạo nhạc cuối. Phần này thì sẽ gồm có 3 câu rưỡi nhạc tám, tức là 3 câu nhạc tám và 4 nhịp nữa. Chúng ta thực hiện giống nhau. 3 phần dạo nhạc đầu, dạo nhạc giữa và dạo nhạc cuối đều thực hiện giống nhau. Thế còn phần lời hát thì gồm có 4 tổ hợp. Tổ hợp thứ nhất là gồm có 4 câu nhạc tám. Tổ hợp thứ hai gồm có 5 câu nhạc tám. Tổ hợp thứ ba gồm 4 câu nhạc tám. Tổ hợp thứ tư thì gồm có 5 câu nhạc 8 và 4 nhịp nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng phần một nhé. Thứ nhất là phần dạo nhạc. Và phần dạo nhạc gồm có 3 câu nhạc 8 và 4 nhịp. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta bước chân phải ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Đấy. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4. 3 câu nhạc giữa. Bây giờ là phần lời hát thì gồm 4 tổ hợp. Tổ hợp thứ nhất gồm có 4 câu nhạc 8. Chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta bước chân phải lên phía trước, chéo lên phía trước khoảng 45 độ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay phía trước để cho các bạn nhìn rõ hơn về tay. Bắt đầu tổ hợp thứ nhất, bước chân phải chéo qua chân trái một góc 45 độ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các động tác rất là đơn giản. Đấy là tổ hợp thứ nhất. Tổ thứ hai thì gồm có 5 câu nhạc 8, chúng ta thực hiện như sau. 2. Chúng ta thực hiện bước chéo điểm mũi. Đầu tiên là chân phải chéo qua chân trái ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta lùi chân phải về phía sau. Lùi chân phải thì tay chúng ta sẽ đưa về phía trước ạ. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo 3 câu chúng ta thực hiện giống nhau. Động tác giống như chèo thuyền các bạn nhé. Chân thì giống như ở tổ hợp 1, giống như câu 3, câu 4 là tổ hợp 1 đấy các bạn ạ. Thế nhưng tay thì chúng ta sẽ bắt chéo nhau phía trước và đưa sang hai bên. Đấy. Câu 3 ạ. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay phía trước để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. 5 cô nhận 8 là tổng hợp thứ 2 này. Bắt đầu là bước chéo để mũi chân phải trước này. Tay phải chúng ta đưa phía trước, tay trái phía sau. 1, 2, 3, 4 chúng ta ra ngang. 5, 6 đầu tay, tay trái phía trước, tay phải phía sau. 5, 6, 7, 8 chúng ta lại ra ngang. Sau đó lùi chân phải này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác giống như chèo thuyền. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Sang tổ hợp thứ 3 nhé. Tổ hợp thứ 3 thì gồm 4 câu nhận 8. Chúng ta đang ở tư thế như thế này, chúng ta sẽ bước chân phải sang ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cứ một chân, chân trái thì chúng ta đã bắt lên chân cao, còn chân phải thì chúng ta sẽ gót các bạn nhé. Sau đó chúng ta chuyển sang bên trái, lại bước chân trái sang ngang. 3, 2, 3, 4, đá chân phải, bây giờ là đá chân thẳng các bạn nhé. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Mình sẽ quay phía trước cho các bạn nhìn tay. Đấy. Kết thúc tập hợp thứ 2 chúng ta đang ở tư thế như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ sang phải này. Bắt tay trước ngực trước này. 1, 2, 3, 4, đá chân trái. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ đi sang trái, hai con sau đi sang trái. 3, 2, 3, 4, ta đá chân phải. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi mà chúng ta đi sang phía nào thì chúng ta làm cái động tác tay như thế này, thì tay trái, tay sang trái thì tay trái sẽ cao, tay phải thấp, còn sang phải thì tay phải cao, tay trái thấp các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái tổ hợp thứ tư. Tổ hợp thứ tư thì gồm có 5 câu nhảy 8 và 4 nhịp. Thế thì kết thúc tổ hợp thứ 3 chúng ta đang ở tư thế như thế này đúng không ạ? Tổ hợp thứ tư này chúng ta lại sang phải 4 nhịp này. Tay thì chúng ta sẽ thực hiện giống như giống như ở tổ hợp thứ 3 này. Bắt đầu sang phải này. Bắt chéo nhau trước, bắt chéo tay trước ngực và sau đó lại nâng cả 1 2 3 4 ta đá chân trái, sau đó đổi bên. 5 6 7 8. Câu 2 giống như câu 1. 2 2 3 4 5 6 7 8. Câu 3 chúng ta đi sang phải 4 nhịp và sang trái 4 nhịp cứ như thế. Hai tay chúng ta sẽ làm như sau, đang như thế này. Nào, chúng ta sang phải này. 3 2 3 4. Nhịp 4 chúng ta cho mũi bằng chân trái cạnh chân phải nhé. Hai tay chúng ta cuộn lại sau đó đưa lên cao ở bên phải. Đấy, 5, 6, 7, 8 chúng ta đổi bên, chúng ta lại sang trái này. 5, 6, 7, 8 chúng ta lại chống mũi chân phải cạnh chân trái. Đấy. Câu 4 giống như câu 3. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Câu 5, bước chân phải sang ngang. Nhịp 1 chúng ta bước chân phải sang ngang, hai tay bắt chéo ngực này. 5, 2,
3, 4. Bây giờ mình sẽ quay phía trước để cho các bạn quan sát động tác tay và chân của tổ hợp thứ tư một cách rõ hơn. Này, kết thúc tổ hợp thứ ba chúng ta đang ở tư thế như thế này. Bây giờ sang tổ hợp thứ tư này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Đấy. Chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi liền cả 4 tổ hợp nhé các bạn nhé. Nào, bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện 4 tổ hợp này liền mạch. Sau đó hết 4 tổ hợp nó sẽ vào luôn cái phần dạo nhận giữa các bạn nhé. Thế thì ta đang tư thế như thế này, ta sẽ thực hiện luôn phần dạo nhận giữa giống như phần dạo nhận đầu. 3 cô rưỡi này, nhận 8, bắt đầu bước chân phải sang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Đấy. Hết phần dầu nhập giữa như thế này, chúng ta lại thực hiện lần thứ 2 phần lần, cái phần 2. Đấy. Chúng ta lại thực hiện 4 tổ hợp như mình vừa thực hiện trên. Chúng ta lại thực hiện tổ hợp thứ nhất, tổ hợp thứ hai, tổ hợp thứ ba và tổ hợp thứ tư. Đấy. Sau đó chúng ta lại thực hiện phần dạo nhạc cuối giống như phần dạo nhạc đầu và dạo nhạc giữa là hết bài các bạn nhé. Có thế không, các bạn có hiểu không? Này, mình nói lại này, đầu tiên chúng ta thực hiện phần dạo nhạc đầu, sau đó chúng ta thực hiện đoạn 1 của bài hát, tức là 4 tổ hợp, rồi lại đến phần dạo nhạc giữa, rồi lại đến đoạn 2. Bạn hai lại thực hiện 4 tổ hợp phần lời và nối tiếp với phần dạo nhạc cuối là hết bài. Các bạn có thể tham khảo cái phần nhảy của mình cùng hướng và ngược hướng để các bạn cất nhạc cách dễ dàng nhé. À,
xin chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn.